Chào mừng các em quay lại với khóa lập trình SQL. Hôm nay chúng ta sẽ vào bài thứ 6. Sau 5 bài lý thuyết thì hôm nay chúng ta bắt đầu vào một bài thực hành. Bài đầu tiên thì chúng ta sẽ đi cài cái phần hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ thực hành trên cái phần mềm đó để chúng ta có thể tạo ra cơ sở dữ liệu từ những cái gì mà chúng ta phân tích từ bài thứ 5. Bài thứ 5 là chúng ta tạo ra được cái mô hình dữ liệu quan hệ. Thì chúng ta đã có đầy đủ các thuộc tính, đầy đủ các quan hệ thì chúng ta bây giờ sẽ chuyển nó thành các bảng ở trong cái hệ quản trị. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ thực hành từng bước một. Đầu tiên anh sẽ đi cài đặt cái phần mềm. Rồi chúng ta sẽ thực hành trên cái phần mềm đó. Thì anh dạy cái hệ quản trị thì nó có rất nhiều cái đúng không? Nhưng mà anh đang dạy theo hướng là của lập trình web ASP.NET. Thì anh sẽ dạy Microsoft SQL Server. Còn các em nếu biết học PHP thì các em có thể học MySQL rồi chứ. Hoặc các em học Oracle. Có rất nhiều cái. Tuy nhiên thì về cái bản chất của nó ấy, thì nó là như nhau, thấy chưa? Bản chất là như nhau. Nên là các em học cái nào cũng được và chuyển sang những cái khác thì nó cũng tương tự. Chỉ là tool, những cái phần mềm tương tác thì nó sẽ khác đi một chút và có một số cái lệnh nó sẽ khác đi một chút. Về cài đặt thì anh đã có một cái bài hướng dẫn hình như là ở trên website. Thì các em vào cái phần bài giảng. Xem thử trong cái phần là cơ sở dữ liệu thì anh có không nhá. Đây, anh có phần thực hành đây. Đấy chưa? Đây, thì các em có thể đọc một số cái hệ quản trị thông dụng thì em có thể là biết này. Khi họ nói đến tên thì các em có thể là hình dung ra được. Đây, đây là ví dụ đây là MySQL này. Đây, chúng ta thì sẽ học cái Microsoft SQL Server đấy chưa? Cái này thì nó sẽ đi theo bộ của Microsoft và bao gồm là Web.NET này. SQL Server này, chứ nó có làm Windows Form này, thì chúng ta làm được hết nhá. Và bây giờ dùng rất nhiều. Công ty anh thì cũng đang làm web, làm Win Form, làm app thì cũng dùng hệ quản trị này cả. Làm app thì dùng Server, viết backend thì chúng ta dùng dùng .NET cũng được, mà dùng Java cũng được. Thì cái hệ quản trị này nó đều đáp ứng được hết. Phần thứ ba là chúng ta sẽ bắt đầu đi cài phần mềm. Thì các em sẽ truy cập cho anh cái link này. Thì các em cái này anh link cũ rồi, thì anh sẽ vào link mới. Thì các em sẽ vào phần tải phần mềm này nha. Thì nó sẽ có cái bộ là SQL Server 2017 đây. Đấy chưa? Thì em sẽ tải cái bộ này về. Tải bộ này về thì anh đã up lên driver rồi, hoặc là các em download ở đây cũng được. Download đây cũng được. Được chưa? Nó sẽ có hai cái, một cái là hệ quản trị, được chưa? Một cái là cái bộ nền ấy, nó là cái hệ quản trị, nó gọi server ấy, nó gọi server, được chưa? Là có cái server. Cái thứ hai là chúng ta là cái một cái tool, có nghĩa một cái phần mềm. Một cái phần mềm chúng ta có thể là kết nối tới cái server database của chúng ta và làm việc với các database bằng cái giao diện trực quan. Thì nó sẽ có hai file, một là file tool, hai là file server. Được chưa? Thì em sẽ tải cả hai này file này về. Tải hai này về. Thì nó cũng loanh quanh khoảng hơn 1 GB đấy, cả hai file hơn 1 GB. Đấy giờ anh sẽ tải cả hai file này về. Xem nó có tải nhanh không, 802 MB. Rồi anh không tải nữa nhá, các em sẽ tải này. Tí nữa anh sẽ vào cái folder của anh và anh sẽ dùng luôn. Thì tải hai cái này. Bây giờ anh sẽ đi vào xem hai cái file đấy và anh sẽ cài tiếp luôn. Để lập trình thì các em sẽ thấy là có rất nhiều cái phần mềm. Mockup này, mockup nó vẽ giao diện, vẽ giao diện mô phỏng này. Thấy chưa? Mấy cái này thì anh bộ thêm cái code WinForm. Có những cái tool để gen code. Thấy chưa? Có những cái bộ đây. Bộ SQL Server. Là tool Visual đúng không? Visual đánh cài 2010, 2012, 2017, 2019 rất nhiều cái. Rất nhiều phần mềm. Nên các em cố gắng là mua một cái ổ nó to to một tí. Ví dụ 256 cũng được. 256 các em sẽ dùng Win là 100 GB. Ổ C sẽ khoảng 100 GB. Ổ dự án các em sẽ nhẹ thôi. Các em sẽ chỉ tầm khoảng 50 GB là ổ nó. Còn các file đi tin như phần mềm các thứ thì em sẽ ổ 50 GB thì cũng tạm. Được chưa? Còn nếu có điều kiện thì em cứ làm cho anh một cái to to một tí cho nó thoải mái.
Và chúng ta có hai file đúng không? Hai file này, hai file là server. Được chưa? Thì chúng ta sẽ cài cả hai cái này. Được chưa? Cài cả hai cái này. Thì các em biết cái nào là cái server thì các em cái nào là cái server, cái nào là cái tool thì các em cứ lên đây này. Được chưa? Cứ lên đây. Em nhìn cái tên nó ấy, được chưa? Đây là file tool nhá. File tool thì nó file là SSMS được chưa? SSMS. Đấy, setup thì em mới chạy file đấy, thì cứ chạy file tool trước được chưa, chứ chạy file tool trước tí nữa chúng ta cài server sau. Thì đây là cái file tool này đấy nhá, thì cái chữ mà nó có SQL đằng trước này thì nó sẽ là file của server đấy, thì chúng ta sẽ cài cái này trước, cài cái tool trước thì em cứ kích vào nó rồi đây là file exe. Giờ thì em thực hành luôn nhá, em có thể tải luôn cái file này. Thực hành luôn nhé, các em cứ mở đi, anh sẽ làm chậm rồi chúng ta sẽ cùng nhau cài đặt cái phần mềm này. Đấy, giờ khi mà nó hiện lên cái cửa sổ này thì cho nhấn nhất. Đấy, anh sẽ đợi các em tải nhé, đợi các em tải xuống nhé, xong chúng ta sẽ cùng nhau cài nhé. Bản của anh là sẽ là bản 17.4. Nó sẽ có chữ là management, đúng chưa? Management nó chính là quản trị. Khi mà các em chạy mà nó có một cái bản cũ ở trong cái máy của chúng ta thì nó sẽ bắt đầu có chữ là repair này, uninstall đúng không? Nó sẽ có hai cái này. Nếu mà các em chưa có thì nó sẽ là cài đặt luôn. Thì nếu mà cài lại thì nó sẽ repair nhá, thì nó cũng tương tự thôi. Còn nếu các em sẽ có cái nút là setup. Đấy thì đợi nó load tất cả những cái file này. Bây giờ nó sẽ có một cái bộ file nó sẽ giải nén ra mà nó sẽ load vào để chúng ta chuẩn bị cài đặt này. Anh sẽ cancel đi. Bây giờ đây các em cứ đợi nó cài thôi, tí nữa chúng ta sẽ được vào có một số cái lựa chọn nữa, tuy nhiên thì nó rất là lâu. Đấy, sẽ có hai file này các em tải về là được. Ở khi mà cài xong ấy thì các em sẽ thấy nó có hai cái tool đây, các em gõ là SQL đúng nhá, thì nó sẽ có một cái tool đây, đây là cái tool này management, còn cái server thì thì nếu các em cài cái bộ đấy thì nó sẽ là một cái server trên máy tính chúng ta, người ta gọi là localhost. Đấy, localhost nó trên máy tính chúng ta và chúng ta có thể kết nối bất cứ lúc nào. Còn nếu mà có cái server mà nó cài ở trên một cái máy chủ ấy, đấy chưa? Thì nó sẽ là kết nối bằng IP. Thì cái việc kết nối nó là như nhau thôi. Còn việc làm việc với server này, làm việc với cái tool này này, thì về chi tiết thì nó có rất nhiều những cái tiểu thủ thuật đấy chưa? Nó có rất nhiều cái kiến thức nhỏ nhỏ, thì cái này anh sẽ làm những cái bộ video hướng dẫn riêng, ví dụ như tạo những user login này, chia cho từng database này, được chưa? Đấy, ví dụ như là phân quyền cho từng cái user này, được chưa? Backup này, backup dữ liệu này, restore dữ liệu này, nhân đôi cái database ra này, được chưa? Thì những cái đấy thì anh sẽ hướng dẫn vào những cái bộ video về SQL Server nó chi tiết hơn. Thì hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào việc mà chúng ta tạo ra cái database, được chưa? Thì đầu tiên anh sẽ đi kết nối với cái server, thì nó sẽ có những thông số này. Đầu tiên là server name, được chưa? Server name thì nếu mà là máy chủ thì nó sẽ là IP của máy chủ, được chưa? Còn nếu mà trên máy tính các em có thể chọn Windows, được chưa? Đấy, chọn Windows. Tiếp theo điền hai cái thông số là login đúng không? Login là một cái tài khoản, được chưa? Anh có rất nhiều tài khoản. Đấy, có rất nhiều tài khoản. Cái SA nó sẽ là cái tài khoản gốc khi mà các em cài. Đấy chưa? Còn mật khẩu nữa thì các em sẽ đặt khi mà các em cài cái tài khoản, cài cái server. Thì em có thể đăng ký bằng cái này, được nha, đăng nhập vào cái này. Thì anh đăng nhập vào. Thì chúng ta sẽ thấy một cái cửa sổ bên này. Đấy chưa? Cửa sổ này là cửa sổ Object Explorer. Yeah, thì nó chính là cái phần mà để ta hiển thị những cái database của chúng ta. Cái cửa sổ này sẽ hiển thị trong cái phần là view. Đấy chưa? View. Đấy, các em sẽ thấy nó đầu tiên, F8. Đấy chưa? Này. Cái cửa sổ này cực kỳ quan trọng, đấy chưa? Khi mà các em sẽ tập trung vào cái này trước. Đầu tiên là cái dòng bên này này. Đấy chưa? Dòng bên này thì nó sẽ có cái phần là disconnect, đấy chưa? Có nghĩa là tắt kết nối đi, chúng ta không kết nối server nữa, tắt đi. Thì chúng ta sẽ mất kết nối lại, chúng ta ấn vào phần con connect
Vậy chúng ta đăng nhập lại này. Được chưa? Thì ở đây nó sẽ có địa chỉ server. Khi mà các em có nhiều server ấy thì nó sẽ có hàng loạt ra để cho các em có thể connect thêm một cái server nữa. Đấy. Rất nhiều server đúng không? Các em có thể connect này. Đấy chưa? Đấy, rất nhiều server. Đấy chưa? Thì các em làm trên nhiều cùng nhiều server cùng một lúc các em vẫn làm được, được chưa? Vẫn thao tác được. Đấy, với một server thì sẽ có những cái thư mục này. Đầu tiên là database, là nó chứa những cái bộ database chúng ta, được chưa? Đây, cái bộ database của chúng ta rất nhiều cái. Thứ hai là cái security, là liên quan đến cái phần cài đặt liên quan đến bảo mật, gồm có tài khoản login này, được chưa? À, cái phân quyền server này, được chưa? Đấy, có rất nhiều cái. Đấy, chúng ta sẽ quan tâm hai cái này thôi, được chưa? Hai cái này thôi. Còn những cái nâng cao nữa thì các em có thể là tìm hiểu thêm nhé. Chủ yếu liên quan đến phần database. Trước tiên thì chúng ta sẽ học phần database trước, được chưa? Chúng ta sẽ đi vào đây. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tạo database, được chưa? New database thì chúng ta sẽ có chức năng new database. Chúng ta sẽ thêm cái database mới. Giờ ở dưới này chúng ta sẽ có cái phần attach này, restore này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ là có những cái gọi là database cũ chuyển từ server khác sang, thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là restore và quay lại cái server mới này. Thì việc đấy anh sẽ hướng dẫn ở những cái video sau. Chúng ta hôm nay tập trung vào việc tạo database mới, thì các em chọn new database. Nó sẽ hiển thị ra một cửa sổ và các em sẽ điền những cái thông số đầu tiên là database name. Bây giờ ví dụ anh đặt tên nó là lớp sinh viên chẳng hạn, lớp sinh viên. À, anh sẽ lấy ra cái bài tập hôm nọ nha. Anh lấy ra bài tập hôm nọ nha. Hôm nọ anh có gửi file cho em đúng không? Anh sẽ đi lấy lại cái file nha. Đây. Đấy chưa? Anh sẽ lấy lại file này. Từ cái bài trước của chúng ta thì anh sẽ tạo ra một cái database phục vụ cho cái bài tập mà hôm nọ chúng ta đã làm. Đây là hóa đơn bán hàng đúng không? Chúng ta sẽ đặt cái tên nó là database của chúng ta là bán hàng nha. Bán hàng, quản lý bán hàng nha. Quản lý bán hàng. Được chưa? Đấy, database các em đặt tên gì cũng được, miễn là viết liền đấy nhá, không giấu, để tránh cái trường hợp các em bị lỗi, thấy chưa? Phần owner này thì chọn cái phần quản lý đấy chưa, phần cái đối tượng quản lý, nhưng mà chúng ta không cần thiết, chúng ta để mặc định cũng được, thấy chưa? Chúng ta chỉ cần đầu tiên là đơn giản nhất là chúng ta chỉ cần database name thôi, database name. Nó có những cái thông số là option này nữa. Option này nữa thì cái này thì có rất nhiều cái chi tiết nho nhỏ mà chúng ta có thể nói thế này thì em sẽ không nhớ được hết. Anh chỉ hướng dẫn cái việc đơn giản thôi, là đầu tiên là đặt cái tên ra là bây giờ chúng ta ok này. Đây các em sẽ nhìn thấy trong cái list database chúng ta sẽ có một cái database là quản lý bán hàng. Em mở nó ra thì các em sẽ nhìn thấy tất cả những cái thành phần trong cái database. Đấy chưa? Thành phần đầu tiên thì em quan tâm đến cho anh là cái table. Đấy chưa? Table. Đấy. Table. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển toàn bộ những cái quan hệ mà chúng ta đã đi phân tích ở bài trước và chúng ta chuyển thành nó thành table. Đầu tiên nhá, chúng ta sẽ có là nhân viên này, hóa đơn bán này, khách hàng này. Được chưa? Đấy, hóa đơn bán chúng ta sẽ chuyển đổi thành bước 2 này, thì anh sẽ đánh dấu ở đây. Cái nào là cái cuối cùng? Cái này là cái cuối cùng, hóa đơn bán này, cái cùng này, số điện thoại này, số điện thoại khách hàng này, à, khách hàng này và nhân nhân viên, đấy chưa? Thì chúng ta sẽ chuyển đổi những cái quan hệ này, đấy chưa? Đầu tiên là nhân viên này, thì đặt tên nào các em đặt tên như vậy, nhưng mà ở đây nó nhìn nó khó quá, anh sẽ đặt tên nó là, nếu các bạn phân tích thì nên đặt tên nó
nó cụ thể một chút được chưa? Ví dụ như là nhân viên. Tường minh một chút được chưa? Cho dễ nhớ này. Anh sẽ add một cái new table mới được chưa? New một cái table mới đây. Table mới. Đấy chưa? Thì chúng ta sẽ có những cái thuộc tính thì chúng ta sẽ là điền vào column name, đấy chưa? Column name. Đấy chưa? Đây column name này. Thì chúng ta sẽ điền thuộc tính trước này. Mã nhân viên này. Đấy chưa? Bên này là kiểu dữ liệu thì chúng ta sẽ phân tích sau. Cái thứ hai là địa chỉ này. Họ tên này. Giới tính này. Các em sẽ điền toàn bộ những cái thuộc tính vào. Số điện thoại này. Các em thấy cái việc phân tích nó khó đúng không? Còn cái việc thao tác tạo ra database rất là nhanh. Đấy chưa? Cái nào làm khóa chính thì các em sẽ để chữ dấu thăng này. Đấy chưa? Dấu thăng làm khóa chính thì các em chỉ cần chọn vào đúng cái trường đấy. Chọn đúng trường đấy. Các em phải chuột. Chọn set primary key. Đấy chưa? Chọn primary key. Khi nó có hình dấu khóa này là chúng ta đã xong. Đấy chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có cái bảng mà kiểu dữ liệu rồi chưa? Chúng ta sẽ phân tích nó thành kiểu dữ liệu. Thì anh sẽ đưa cái phần kiểu dữ liệu đây nhá. Bổ sung cho các em là kiến thức về các kiểu dữ liệu. Dữ liệu trong SQL. Đấy, phải. Nào, chúng ta cùng xem nhá, nó có rất nhiều kiểu dữ liệu. Thấy chưa? Đây chúng ta có một cột ở đây. Rất nhiều cái. Thấy chưa? Anh sẽ đi giải thích từng cái về cơ bản những cái mà chúng ta hay dùng đã nhá. Big in. Big in. Big in. Big in. Là kiểu in 64 bit. Thấy chưa? Kiểu in 64 bit. Thế còn kiểu 32 bit thì chúng ta sẽ có kiểu in. Được chưa? 32 bit. Đấy, cái này rất hay dùng. Được chưa? Kiểu in này hay dùng để khóa làm khóa này. Kiểu big in này cũng hay dùng làm khóa này. Kiểu thứ hai là kiểu bit. Kiểu bit. Nó chính là kiểu boolean này, kiểu bool này, boolean, thấy chưa? Thì cái này nó chính là true false, nó sẽ chỉ có hai giá trị là true và false thôi. Thì trong SQL ấy thì nó sẽ là một và không, em nhớ nhé, nó là một là không. Nhưng mà khi mà chúng ta làm việc bằng xi thăng thì chúng ta sẽ là true false được chưa? Sau này chúng ta sẽ học tiếp này, chúng ta có cha này nha, cha kèm theo một cái ký tự này nhá và có một cái số lượng kiểu ký tự này nhá, kiểu ký tự với số lượng với kích thước nha, anh sẽ đặt nó là với kích thước cố định. Được chưa? Nó sẽ cố định. Tiếp theo, chúng ta sẽ có kiểu date. Date và date time. Date là ngày tháng, được chưa? Ngày tháng. Năm. Còn chúng ta có date time. Ngày tháng năm và thời gian nữa. Tiếp theo này. Date time với có những cái date time 7, date time offset này thì em sẽ tự tìm hiểu nhá. Có kiểu date
Decimal đấy nhá, decimal. Decimal. Kiểu số thực có quy định chiều, có quy định kích thước và số dấu chấm, số chữ số sau cái dấu chấm phẩy, sau dấu phẩy chúng ta, dấu phẩy đấy chưa. Ví dụ như là 2 à, 42 chẳng hạn, 42. Đây chúng ta sẽ có một cái kiểu decimal 42. Anh sẽ làm ví dụ cái này. Đấy chưa? Thì chúng ta chỉ được điền tối đa là 4 chữ số thôi. Ví dụ như là 2, 3, 7, 10, 15 chẳng hạn. Đấy như vậy. Cũng hay dùng đấy. Float, float rõ ràng rồi, số thực đúng không? Float, float, số thực. Money, money chúng ta sẽ để nó cần như số thực nhưng mà để được tiền đấy nhá. N cha thì nó có khác gì cái cha không nhá? Đấy, N cha. Cái này quan trọng này. Cũng với kích thước đúng không? Kích thước. Ký tự đúng không? Kiểu ký tự. Vẫn là kiểu ký tự với kích thước cố định nhưng mà có thể viết Unicode đúng không? Unicode. Thì em ký hiệu là tiếng Việt đấy. Khi mà chúng ta cần tiếng Việt thì chúng ta sẽ phải dùng cái N nha. Khi có tiếng Việt thì em sẽ phải có chữ N này trước, được chưa? Tất cả. Và có hai cái nữa là N ba cha và va cha, được chưa? Đấy. N ba cha. Chà. Cái này nó sẽ khác một chút được chưa? Cái kích thước này, cái 50 này, thấy chưa? Với kích thước tối đa. Tối đa nhá, chứ không phải là cố định rồi nhá, nó tối đa. Ví dụ như anh 40 cũng được, 30 cũng được, đúng không? 20 cũng được. Nhưng mà đừng 60, đúng không? Đừng 51. Hiểu không nhỉ? Thì chúng ta sẽ có cái kích thước tối đa là 50 thôi. Còn cái trên kia thì lúc nào nó là 10, em điền 1, 2, 3, 4 thì nó sẽ còn mấy cái số đằng sau nữa là nó sẽ điền tự động, chưa? Là khoảng trống đấy. Và tương tự chúng ta sẽ có va cha này nhá, va cha. Va cha. Cái này thì không thể viết được tiếng Việt. Tiếp này, xem còn cái gì nữa không nhá. À, có cái N va chạm mà chúng ta sẽ để cái kích thước tối đa. Khi mà muốn muốn kích thước tối đa ấy thì các em sẽ để một cái lưu ý nhỏ ở đây, đúng không? Người ta muốn để kích thước tối đa thì nó sẽ để mắc. Chưa? Cái này theo thiết lập. Đấy chưa? Theo thiết lập. Thì nó có một cái gợi ý là có trường hợp đặc biệt là chúng ta dùng chữ max, không phải con số đúng không? Không phải con số, max. Thường nó sẽ được khoảng 4 byte. À 4 4 kilobyte. Lưu nhiều phết đấy. À, tương tự chúng ta sẽ có kiểu text. Đấy chưa? Kiểu text. À, cũng kiểu là kiểu ký tự. Ở đây nó sẽ có một cái kiểu in, anh cũng nhớ lại là chúng ta có small in, tiny in nữa, ở đây nó sẽ gọi là tiny in, đây tiny in, tiny đúng không, bé. Kiểu này là
kiểu này ít dùng nó 8 bit. Như 8 bit đến 256 thôi. Đấy ra, đến 256 thôi. Không biết là anh nhớ nhầm không nhưng mà em cứ thử nhá. Có hình như là 8 bit đấy nhá. 8 bit hay 16 bit thì như là 8 bit. Các em thử để một cái trường như vậy, các em điền dữ liệu vào, nếu mà không được biết ngay. Rồi tất cả chúng ta đều có những cái kiểu dữ liệu này rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi để chúng ta đi tìm ấy. Tìm cái kiểu dữ liệu mà phù hợp với cái trường dữ liệu của chúng ta, thì cái việc đấy mới là khó. Rồi anh sẽ đưa vào cái phần đưa vào cái tài liệu cho các em nhé. Thì anh sẽ gửi cái file này cho các em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xác định này, xác định cái kiểu dữ liệu này. Đấy, đầu tiên là mã đúng không? Cái mã này này thì xem là cái người ta mô tả nào thì chúng ta mới biết được cái mã này nó là cái gì, đấy chưa? Mã này có thể là kiểu in đúng không? Có là một con số 1 2 3 4 5 6. Có thể là kiểu text, ví dụ là SV 01 SV 02 đúng không? Thì đó là kiểu text rồi, nó một con số nữa rồi. Thì chúng ta phải xem lại cái bài toán của chúng ta từ thực tế. Đây có rồi, anh sẽ xem đây nhá. Ở đây người ta không nói gì đúng không? Không nói gì, mã số. Mã số. Thì anh sẽ quy định cái nhân viên này, anh sẽ đánh mã số theo kiểu in nhá. Kiểu in. Có nghĩa là chúng ta sẽ đánh nó là 1 2 3 4 5 6 7 8, đấy chưa? Cho nó dễ này. Thứ hai địa chỉ đúng không? Chúng ta sẽ điền là tách đúng không? Nó sẽ tách, thì các em sẽ để là tách cũng được. Đúng không? Tách đơn giản là tách này. Đấy chưa? Hoặc là tiếng Việt đúng không? Ví dụ như là Hà Nội đúng không? Thì nó là tiếng Việt thì chúng ta sẽ để là N. Tiếng Việt thì N đứng trước đã, đúng chưa? Và cha. Chúng ta không biết độ dài tối đa nó độ dài nó là bao nhiêu, chúng ta sẽ để là cái độ dài tối đa thôi đúng không? Ví dụ tối đa chúng ta sẽ địa chỉ thường thường khoảng 200. Các em nhớ là cái độ dài này các em chỉ lấy phù hợp thôi nhé, đừng lấy nhiều quá, không lấy ngắn quá. Ngắn quá thì gây lỗi này. Dài quá thì gây dư thừa về bộ nhớ này, đấy chưa? Chúng ta sẽ bị chiếm một khoảng bộ nhớ lớn thì cái database chúng ta sẽ bị phình rất nhanh. Khi mà dữ liệu mà tăng lên mà cái ổ đĩa chúng ta bị chiếm dụng nhiều ấy thì sẽ liên quan đến phần chi phí. Họ tên đúng không? Họ tên chúng ta sẽ có N ba cha, thường là 50 ký tự thôi. Thường 50 ký tự là sẽ điền được. Giới tính chúng ta muốn có bao nhiêu giới tính, ví dụ như là nam, nữ này, đúng không? Hoặc là không biết này. Chúng ta có thể quy ước nó bằng con số hoặc chúng ta cũng để tách được. Đúng không? Chúng ta sẽ có thể là để va n va cha. Tùy các em được chưa? Giới tính này. Nếu mà để kiểu con số chúng ta sẽ quy ước 0 là mấy, đúng không? 1 là mấy, 2 là mấy. Đấy, 0 là nam này, 1 là nữ này, 2 là không biết. Thấy chưa? Thì các em nên để giao dạng kiểu để kiểu này cũng được, kiểu tách, thấy chưa? Cho từng mình. Tuy nhiên chúng ta sau này chúng ta làm những bài toán thống kê lớn ấy thì nó kiểu tách chúng ta sẽ cái việc của chúng ta gộp thì nó sẽ khó hơn, đấy là so sánh nó sẽ chậm hơn. Khi mà chúng ta dùng con số nó sẽ nhanh hơn cái việc so sánh. Số điện thoại. Số điện thoại không có dấu đúng không? Chúng ta sẽ không cần N đằng trước. Chúng ta chỉ cần và trả khoảng 50 đúng không? Hoặc là chúng ta làm kỹ một số, chúng ta chỉ khoảng 10. 10 chữ số thôi. Nếu số quốc tế chúng ta có thể thêm 1, 2 số nữa đúng không? Khoảng 15. 15 chữ số. Ngày sinh. Chúng ta chỉ quan tâm đến ngày tháng năm thôi. Chúng ta chỉ dùng date thôi. Đấy chưa? Đấy, như vậy chúng ta xong. Đấy chưa? Tiếp theo đến cột thứ ba là cột allowNull. AllowNull này nó cho phép null hay không? Có nghĩa là khi mà chúng ta điền một cái
bảng dữ liệu ấy, thì dữ liệu nó có cho null hay không. Đấy nha, anh sẽ lưu lại này. Thì bây giờ chúng ta vào bước lưu trước và chúng ta sẽ lưu này. Nó sẽ bắt chúng ta điền một cái tên bảng ở đây. Thì tên bảng chúng ta đã phân tích rồi. Phân tích ở nhân viên đây. Được chưa? Chúng ta đặt tên vào đây. Như vậy chúng ta lưu xong, các em sẽ quay lại cái phần table này. Em phải chuột này. Đấy, refresh là các em nhìn thấy một cái bảng đây. Được chưa? Bảng này đã tồn tại và chúng ta có thể bắt đầu đi điền dữ liệu được. Các em sẽ chọn cái Edit Top 200 nhá, để chúng ta có thể một hiển thị một cái bảng để chúng ta điền dữ liệu này. Được chưa? Đấy, nó giống như Excel ấy. Đấy chưa? Giống như Excel, anh điền này. Giờ nhân viên 1 này, đúng không? Địa chỉ là Thái Nguyên này. Họ tên này, ví dụ là anh Phương này. Giới tính là nam. Số điện thoại này. Ngày sinh này, ngày sinh em sẽ điền theo dạng là ngược xuống nhá. Được chưa? 5 tháng này. Đấy, như vậy chúng ta đã lưu được một cái vào cả cơ sở liệu rồi chưa? Lưu được vào cơ sở liệu rồi. Đấy, chỉ cần enter xuống là nó lưu được. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ kiểm chứng cái việc mà chúng ta có cái trường alone null này này. Xem nó giải quyết thế nào nhá. Nếu mà anh bảo là địa chỉ cái họ tên của anh là không được null này. Được chưa? Họ tên không được null. Anh lưu lại. Thì bây giờ anh sẽ thêm một người mới, bây giờ ID bằng 2 này. Hà Nội này. Trung Kiên này. Đấy chưa? Họ tên không được null thì anh sẽ để null nhá, để null xem nó có báo lỗi hay không nhá. Giới tính là nam này. Đấy chưa? Cái trường ngày sinh anh để null. Đấy chưa? Các em nhìn thấy này. Nó sẽ báo một cái là chúng ta sẽ biết luôn là nó bị null nhá. Đây các em sẽ nhìn thấy là cannot insert. Đấy chưa? Cannot insert the value null. Đấy chưa? Có nghĩa là không thể thêm một cái dữ liệu null vào cái trường nào. Các em sẽ nhìn thấy là int to column họ tên. Đấy chưa? Đấy các em sẽ đổi ý luôn vào cái họ tên này cho anh, cái cô này. Đấy, ok này. Đấy bây giờ em chỉ cần điền vào đây một cái là nó sẽ lưu được. Đấy, cái việc luôn luôn rất quan trọng nha. Khi một cái bảng dữ liệu mà chúng ta bắt buộc phải chữa điền một cái bảng nào, một cái trường nào đấy chúng ta mới cho nó tồn tại, thì chúng ta sẽ bỏ bỏ cái check alone null này đi, đấy nha, bỏ check. Check ở đây có nghĩa là cho phép, đấy chưa, cho phép. Đây, anh sẽ cho phép nhá, đây là cho phép cái trường họ tên nhá. Anh thêm này, nha, anh đây anh để null ở trên này này. Đấy, em thấy không, nó vẫn ok đúng không, vẫn lưu được, chả sao. Có một cái thiết lập nhỏ nhỏ cho cái tool này nữa là khi mà các em thay đổi về cái trường dữ liệu đây này, thay đổi về cái bảng các thứ đây, thì các em phải có sự đồng ý. Đấy giờ nó sẽ có hiển thị những cái thông báo mà các em có đồng ý thực hiện sửa hay không, thì các em sẽ phải cài đặt cái phần tool này. Đấy nhờ, các em vào phần tool này, option này, em tắt những cái thông báo ấy đi, không thì các em sẽ không thể lưu được khi mà sửa đâu. Các em sẽ chọn vào tab designer. À, designer sẽ, các em sẽ tắt hết những cái này, đấy chưa, huồng, đấy chưa, cảnh báo, cảnh báo, ba cái cảnh báo này tắt hết đi, đấy chưa. Này quan trọng nhất là cái warm about table fetches này, cái này là chính là cái mà cảnh báo khi chúng ta thay đổi về cái bảng dữ liệu, tắt nó đi thì chúng ta mới có thể sửa đổi được cái trường đây. Đấy, anh làm thêm một cái bảng nữa nhá, làm thêm một bảng nữa. À, chúng ta có bảng thứ hai là bảng khách hàng. Khách hàng. Đấy, chúng ta cũng bắt đầu này, mở cửa sổ này lên này. Bây giờ chọn phải chuột vào table này, chọn new table. Để chưa? Điền các tham số vào này, mã khách hàng. Mã khách hàng làm khóa này. Mã khách hàng thì anh cũng để kiểu in nhé. Sau này chúng ta điền 1, 2, 3 thôi. Để làm khóa thì phải chuột này. Chọn set primer key này.
Trường thứ hai phần họ tên này. Họ tên thì chúng ta điền theo là thẳng text đúng không? Chúng ta sử dụng N350. Địa chỉ này. Địa chỉ cũng N350 hoặc là chúng ta sẽ điền to hơn là 200. À, số điện thoại khách hàng này. Có được phép viết chữ gạch dưới nhá. Các em gạch dưới này cũng được nhá. Được chưa? Đây sẽ là thật ra cũng phân tích như nào các em điền vào như vậy đấy chưa, phân tích nào điền vào như vậy, nhưng quan trọng cái mặt phân tích của chúng ta các em là phải chuẩn, những cái tên trường các thứ là chúng ta phải đặt chuẩn đúng quy tắc trong lập trình đấy nhá, cái này tiếng Việt các thứ là nó sẽ bị sai đi, nó sẽ không lưu được ấy. Số điện thoại chúng ta sẽ sử dụng là Vacha. À, 15 đúng không? 15. Ví dụ vậy các em đặt 20 cũng được chả sao đúng không, chênh chênh lệch một tí chả sao. À, chúng ta sẽ để trên này khóa này được chưa, ok chưa, lưu này, đặt tên nó theo cái phân tích là khách hàng, đặt tên này hơi hơi khó xem đúng không, cần viết tắt khách hàng, thật ra là nó sẽ phải đặt tên theo dạng là viết này thì dễ nhìn nhất được chưa, khách hàng. À, tên này dễ nhìn nhất này, tiếng Việt của mình nó rất là phong phú nên là rất khó, nó không giống tiếng Anh, khi em đọc tiếng Anh thì nó sẽ đặt cả từ này cũng được đúng không, customer. À, như vậy thì các em sẽ nhìn thấy là đọc được cả, nhưng mà tiếng Việt nó khác, tiếng Việt không biết tách kiểu gì, nếu các em để không biết tách kiểu gì thì tốt nhất là để theo dạng là viết hoa chữ cái đầu từng từ đúng nhá, viết từ khách này, viết hoa chữ ca, từ hàng thì chúng ta viết hoa chữ EH thì chúng ta dễ nhìn. Nên như vậy. Cái quy tắc đặt tên này thì thường chúng ta sẽ đặt dạng này, tiếng Việt mà, nếu là tiếng Việt thế dạng này. Tiếng Anh các em viết hoa hết cũng được. Đấy chưa? Tiếng Việt mà đặt tiếng viết hoa hết thì khó dịch lắm. Nhìn phát không nhìn ra luôn. Có những bảng nó rất là dài, ví dụ tên nó là thông tin khách hàng chẳng hạn. Đấy, khi mà lưu được rồi thì chúng ta thấy là nó có thể refresh và nhìn thấy ở đây khách hàng, chúng ta cũng có thể thêm dữ liệu bằng hay tốt 200 gia vị một này, tên là Nguyễn Văn A, địa chỉ này Trung Hoa này, Cầu Giấy này, số điện thoại này. Đấy chưa? Bất kể khi nào các em lưu vào thì các em thấy thấy là nó được, là chúng ta đã design xong. Cái thứ hai là các em sẽ quan tâm cho anh cái việc là cái key này, cái key là cái trường khóa đúng không, trường khóa chúng ta có cái lý thuyết rồi là trường khóa là được để không trùng nhau giữa các bản ghi được chưa, không trùng nhau vì anh đây cũng là một đúng không, đây cũng một à, hay về anh Nguyễn Văn B dạ, ở Đống Đa chẳng hạn. Đấy, đây, em sẽ không thể lưu được đúng không? Để em sẽ có một cái thông báo là primary key. Đấy, để chờ đã tồn tại. Đấy, giờ duplicate nó trùng đúng không? Duplicate này này, cái từ này. Duplicate. Trùng. Trùng khóa. Đấy, sau này các em để tìm ra đối tượng đấy chúng em tìm theo khóa này nhá. Tại vì khóa nó sẽ phân biệt giữa các dòng với nhau. Anh đã điền thứ hai ở đây thì chúng ta sẽ lưu được. Cái việc tạo khóa là các em nhìn thấy là khi chúng ta thấy cái ID chúng ta cứ tự tăng là 1 2 3 4 5 6 đúng không? Thì chúng ta muốn có một cái chức năng là tự tăng mà chúng ta không phải điền đây nữa. Đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ có cái một cái phần design nhỏ ở đây. Các em chọn vào cái đúng cái trường khóa đấy. Các em kéo xuống nó sẽ có phần property rồi chưa? Hoặc là các em phải chuột nhé, property này. Ở đây nó property column nhá. Đây này. Column nhé, nó ở dưới này cơ. Đây em sẽ kéo xuống cho anh cái phần này. Identity, được chưa? Đây. Em sẽ bật cho anh lên. Được chưa? Bật cái tự tăng lên. Được chưa? Bật tự tăng tăng lên. Nó sẽ có hai cái thuộc tính. Một là giá trị bắt đầu. Được chưa? Hai là bước nhảy.
Đấy chưa? Thì em đặt thế nào cũng được. Ví dụ như anh đặt đây là bước nhảy loạn 2 nhá. Đấy, anh lưu lại này. Và anh sẽ chạy lại cái bảng khách hàng. Anh sẽ điền là em nhìn thấy cái nút đây nó bị mờ đi không? Chúng ta không điền được nữa đúng không? Anh không điền được nữa. Anh gõ phím nhưng không điền được này. Bây giờ anh điền là C này. Đấy, em tự tăng chưa? C này. D này. À, anh nhầm cái thuộc tính ở đây nhá. Cái này mới bước nhảy này, bên dưới là thứ tự đầu tiên đúng không? Cái đầu tiên, cái bước nhảy trên dưới bên trên cơ. Increment là tăng đúng không? Increment là tăng. Đây anh lại chạy lại này. Đây, anh tăng nhá, anh E này. Đấy các em nhìn thấy tăng lên 6 chưa? 4 6 này. Anh F này. Nó sẽ tự tăng lên. Đấy, 6 8. Thì thường thường mình để tăng thêm một thôi đúng không? Tăng thêm một thôi. Hoặc định thêm một thôi cho dễ này. XQ được chưa? Đây anh G này. Lại tăng một. Đấy nhỉ? Rồi bài này chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Và bài tập cho các em là sẽ thực hành đưa toàn bộ những cái quan hệ mà chúng ta đã phân tích ở cái bài tập trước đưa vào thành các bảng trong cơ sở dữ liệu nha. Và một điều quan trọng nữa là các em sẽ phải cài cái phần mềm đã. Được chưa? Thì cái việc cài phần mềm anh sẽ hỗ trợ offline cho các bạn nào mà chưa cài được. Được chưa? Còn video thì như là anh đã có một cái video ở khóa trước rồi đấy. Thì các em có thể là xem thì anh gửi link cho nha. Ok, cảm ơn các em nhé. Chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Và video thì các em có thời gian để chia sẻ giúp anh nhé.